Kimberly gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của chương trình Giao Đẹp. Kính thưa quý vị, hôm nay Kimberly cũng như bác sĩ Vô Lê luôn luôn tìm tòi ra để chia sẻ với tất cả quý vị những sản phẩm nào đã nói lên và giúp đỡ cho tất cả quý vị làm sao ngăn ngừa những cái chứng bệnh ung thư về những cái hệ miễn nhiễm này. Thì hôm nay Kimberly có sự hiện diện của bác sĩ Vô Lê. Kimberly gửi lời chào bác sĩ Vô Lê. Vâng, tôi bác sĩ Vũ Lê xin trân trọng kính chào quý vị khán giả và thân chào chị Kimberly. Cảm ơn bác sĩ Vũ Lê rất là nhiều. Trong suốt thời gian vừa qua, Kimberly cũng bác sĩ Vũ Lê cũng đi những tư ban, cũng như chia sẻ và mang lại cho tất cả quý vị những cái sản phẩm mà hiện tại chúng tôi đã đi hết tất cả truyền thông và mong rằng quý vị nhớ dùng Kimberly tiền mà quý vị xài tới sản phẩm công ty sắc ly không bao giờ tiền mất tật mang và giúp cho quý vị bởi vì một cái công ty có tên tuổi 56 năm nay mà quý vị nhớ rằng người Mỹ mà họ xài họ kỹ lắm một penny họ có thể họ tính với mình một penny cho họ không cho người Việt Nam mà nhiều khi đi mua hàng mà có một penny họ cho chứ Mỹ không cho nhưng mà chai cái gì họ muốn xài nhất là uống vô trong người họ coi rất là kỹ lưỡng và những cái sản phẩm mà chúng tôi tại sao mà sống ở ngay tại nước Mỹ mà kinh tế dù có lên hay xuống đời sống cao như vậy mà mang lại cho chúng ta một cái sức khỏe phải nói là bình hoạt rất là nhiều hồi xưa Kim Kimberly nghĩ là bốn người sẽ có một người bị ung thư mà bây giờ Kim Kimberly đã được nghe bác sĩ Vui Lê nói cứ ba người là có người bị ung thư không cần biết ung thư gan ung thư phổi hay là ung thư đàn bà thì ung thư tử cung hay là ung thư ngực vân vân một trong đó là có Kimberly rồi Thưa tất cả quý vị Hôm nay Kimberly xin hỏi bác sĩ Vũ Lê Cái vấn chứng bệnh mà viêm gan bi Hoặc là viêm gan bi Mà nói nặng hơn nữa Mà người Việt Nam mình hay bị vấp phải Thì tại sao bị như vậy Mà làm thế nào mình có thể ngăn được Vâng Thì uh, kính thưa quý vị Người Việt Nam của chúng ta là một trong những cái sắc dân hiện nay Là cái uh, sắc dân mà bị cái chứng bệnh bị viêm gan nhiều nhất à, nhất là viêm gan loại viêm gan mãn tính b và c và khi chúng ta bị viêm gan nó là do nhiễm cái con virus nó truyền từ mẹ sang con từ qua cái dòng máu qua máu và đồng thời qua cái vấn đề mà quan hệ thì cái con viêm gan này cái hepatitis này đó khi mà chúng ta đã bị nhiễm rồi đó thì nó cứ nằm âm ỉ ở trong cái lá gan của chúng ta cho đến khi nào cái cơ thể chúng ta bị yếu thì từ đó nó phá hủy những cái lá gan thì nó làm dẫn đến cái chứng sơ gan chai gan và sau đó nó phát triển thành những cái tế bào ung thư thì hiện nay cái người việt nam của chúng ta đó là một trong những cái sắc dân bị cái chứng bệnh viêm gan cao nhất và đồng thời cũng bị cái chứng bệnh ung thư gan cao nhất mà như quý vị biết khi mà chúng ta bị ung thư gan thì rất là khó điều trị chính vì cái con virus này mà khi đó đã, chúng ta đã bị nhiễm rồi thì nó suốt đời nó nằm trong cơ thể chúng ta. Nhưng mà những cái người nào khỏe mạnh á có thể là họ bị viêm gan mãn tính nhưng mà khi họ khỏe mạnh cái hệ thống miễn nhiễm của họ khỏe mạnh thì cái con virus này nó sẽ bị ức chế, nó nằm yên chỗ đó nó không có thể phát triển được. Thì để phòng ngừa và điều trị thì đó là một cái cách mà làm thế nào để chúng ta tăng cường cái hệ miễn nhiễm của chúng ta để cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta có thể ức chế được cái sự phát sinh và cái sự phá hủy của những cái con viêm gan này. Cảm ơn bác sĩ Vu Lê. Xin phép tất cả quý vị, trước khi chúng tôi vô vấn đề là cái sản phẩm nào có thể giúp được quý vị, thì chúng tôi sẽ có ba cái ly trước mặt đây. Kimberly xin phép tất cả quý vị mời mấy anh camera quay thẳng vô đây nhá Cái thứ nhất là sản phẩm này chúng tôi là là công, công ty xác và bên cạnh đây là cái sản phẩm kim nó luôn là chúng tôi mua từ Ecosway. Và bên đây nữa là sản phẩm chúng tôi mua từ Costco Thì bây giờ Kimberly sẽ có 3 ly nước mà Kimberly sẽ lấy Chính tay Kimberly lấy Trước nữa các anh Nhớ giúp dùm nha Coi cái sản phẩm nó như thế nào Thì cái câu trả lời tại đây Tốt hay không là sẽ trả lời tại đây Và đây là bên e -Cottway. chúng tôi Quý vị có biết là hôm nay Kimberly quảng cáo cho e đó nhá Rồi đây Thêm một phần nữa Là chúng tôi sẽ quảng cáo cho Costco Đây là một trong những cái à, cái vitamin mà bác sĩ mà kêu Kimberly vô uống đi mà hôm nay Kimberly thấy là Kimberly sẽ cho quý vị trả lời Kimberly có dám uống hay không đây quý vị thấy tổng cộng là có 3 ly rồi tiếp tục trong vòng vài phút chúng tôi sẽ trở lại xin phép tất cả quý vị mời bác sĩ Vũ Lê có thể nói thêm là công ty xác ly có những cái sản phẩm nào để giúp được và hỗ trợ được cho ngăn ngừa những cái chứng bệnh viêm gan thì như quý vị biết cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta là một trong những cái hệ thống mà tinh vi nhất hiện nay hệ thống miễn nhiễm và cái hệ thống thần kinh nó cũng như là hai anh em sinh đôi vậy thưa quý vị thì cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta khi chúng ta khỏe mạnh á, thì những cái chứng bệnh mà viêm nhiễm hay những cảm cúm hay những loại virus chúng ta bị nhiễm thì cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta có thể giải quyết được hết vấn đề đó tuy chúng ta bị nhiễm nhưng mà hệ thống miễn nhiễm của chúng ta nó có thể ức chế sự sinh sản và cái chữ phá hủy của những cái loại virus này thì vào năm 1954 đó thì bác sĩ Kojima là cái người Nhật đầu tiên ở trên thế giới đã khám phá ra rằng trong hệ thống miễn nhiễm của chúng ta có một cái chất gọi là interferon mà khi chúng ta có cái chất này ấy, thì nó có thể ức chế cái sự hình thành của những cái tế bào ung thư của những cái virus à, viêm nhiễm qua cái đường sinh dục hoặc là cái đường máu hoặc từ mẹ truyền sang con trong đó có ngay cả cái cái, cái viêm gan siêu viêm gan B thì bác sĩ À, hiện nay à, trên các bệnh viện trên thế giới họ đang dùng cái chất interferon để mà điều trị những cái chứng bệnh liên quan đến nhiễm viện, viêm nhiễm, à, những cái loại viêm nhiễm à, gan và đồng thời qua cái đường sinh dục. Và ngay cả những chứng bệnh ung thư thì bác sĩ Kojima đã giảm suốt 40 năm trời để tạo ra một cái sản phẩm thiên nhiên hoàn toàn thiên nhiên không có những sản phẩm ứng phụ mà tiết kiệm tiền cho chúng ta nữa. Thì cái sản phẩm này là một trong những sản phẩm mà khi chúng ta uống vào nó giúp cái cơ thể chúng ta tăng cái hệ thống miễn nhiễm, tăng cái chất interferon nội sinh mà cái chất này như chúng tôi nói rất là quan trọng đối với cái vấn đề mà tiêu diệt những tế bào ung thư, tiêu diệt những cái mầm mống uh, virus để mà giúp cơ thể chúng ta phục hồi lại những chứng bệnh đó thì cái sản phẩm này là một trong những sản phẩm tâm đắc mà các nhà bác học ở công ty Shaklee đã dành cái thời gian rất là lâu để khám phá và bào chế ra cái sản phẩm này. Dạ thưa bác sĩ Vô Lê, nếu mà nói như vậy thì kể cả người gì bị ơ dị ứng hay những người mà ngăn ngừa những cái mầm ung thư trong người, kể cả như Kim Ly đã bị ung thư, bây giờ Kim Ly có phải uống cái này mãi mãi không thưa bác sĩ? Vâng, thì cái sản phẩm này đó như chúng tôi nói nó giúp tăng cường cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta. Khi những người bị bệnh uh, viêm nhiễm virus thì họ bị cái chứng bệnh đó, cái con virus nó theo họ suốt cuộc đời. Nhất là cái loại viêm gan B như chúng tôi đã nói với quý vị. Những cái người viêm nhiễm qua đường sinh dục những cái trẻ em hoặc là những người lớn tuổi bị uh, vấn đề mà xuyễn hoặc những người có cái tiểu sử bị cái chứng bệnh ung thư hoặc những người trong gia đình đang bị những cái chứng bệnh ung thư hoặc những người mà làm việc bị áp lực quá nhiều bị stress nhiều thì cái hệ thống miễn nhiễm nó đều bị suy giảm thì chúng tôi khuyên quý vị nên dùng cái sản phẩm interferon nutriferon này song song với cái sản phẩm vitalizer đây cung cấp đầy đủ những cái dinh dưỡng cho quý vị và các sản phẩm này sẽ kích thích cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta. Mà khi cái hệ thống miễn nhiễm của quý vị nó hoạt động tốt đó thì chúng ta không cần phải lo về những cái chứng bệnh viêm nhiễm hoặc những căn bệnh ung thư. Vì hiện nay trong lúc chúng tôi đang nói chuyện trong người của chúng ta nó có những cái mầm móng ung thư nó đang chờ đợi cơ hội để mà khi chúng ta quên đi cái hệ thống miễn nhiễm ngủ đi đó thì bắt đầu nó phát triển thành những cái tế bào ung thư thì chính vì cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta mà tế bào ung thư không thể phát triển được. thì cái sản phẩm này hiện nay chúng tôi đang cầm trong tay khi quý vị uống vào trong vòng nửa tiếng đồng hồ các nhà bác học có thể chứng minh cái chất interferon nó sẽ tăng ngay lập tức mà cái chất này đã được sử dụng trên 73 người bệnh nhân mà bị cái bệnh mà, mà à, dị ứng kinh niên đó mà sau khi dùng 72 người hoàn toàn không còn triệu chứng đó nữa và một phần ba cái số người mà bị những cái bệnh vi, viêm gan C và B đó sau khi sử dụng chỉ một tháng trời thôi thì cái số lượng virus nó giảm hết 1 phần ba thì đó là cái sản phẩm một cái sản phẩm tuyệt vời cho những người bị bệnh viêm gan viêm nhiễm và những người đang bị ứng dạ vâng có nghĩa là mình ngăn ngừa những cái ung thư của mình cái tầm cái mầm ung thư nó đang có trong người kể cả những quý vị đã ung thư bây giờ mình ngăn ngừa lại không thưa bác sĩ Vâng thì chúng tôi không dám nói là cái vấn đề ngăn ngừa nhưng mà nó sẽ giúp cơ thể chúng ta Hệ thống miễn nhiễm của chúng ta nó vực dậy Nó sẽ tấn công và nó phá hủy những cái thành mặt của những cái tế bào này Và đồng thời nó tiêu diệt đi những cái mầm móng Mà như chúng tôi nói là những con virus thì cơ thể chúng ta tự có cái khả năng đó Nhưng mà vì một lý do nào đó chúng ta bị stress Bị áp lực nhiều quá, thiếu dinh dưỡng chúng ta không có phát triển những khả năng đó được Thì cái sản phẩm này nó đưa lại cái cơ thể của chúng ta những cái hệ thống miễn nhiễm cần thiết để nó giúp cơ thể chúng ta điều hòa lại những cái chứng rối loạn. Cảm ơn bác sĩ Vu Lê rất nhiều. Xin phép tất cả quý vị, bây giờ chúng tôi biết là không còn giờ nhưng mà chúng tôi đã ngâm. Thì quý vị thấy nè, các anh camera coi nè, trong vòng có vài phút thì những cái cái viên này là viên của bên công ty Sát Ly, quý vị thấy nó ra, nó nở ra, nó thấm vô trong cái cơ thể của mình thì đi tới đâu nó thấm tới đó thì quý vị sẽ thấy là cái vị dùng sản phẩm của công ty sắc ly hiệu quả tại vì thấm vô người và đây là một trong những tất cả những cái chất ở trong đây nằm trong đây nó ra còn đây là một trong những cái sản phẩm mà chúng tôi thấy vô cái ly này là quý vị thấy nè đây là của Ecosway chúng tôi bà quảng cáo cho Ecosway luôn nhá thì đây là Kimberly có thể ngâm hai ngày trời viên thuốc ở cái viên dược uh, thảo này không tan mà Kimberly đổ ra mà cái ly này vẫn dính vô cái viên thuốc vẫn dính vô cái ly và bóp ra cũng chưa tan đó là một trong những điều bên đây đây là Costco là cái viên màu hồng này kimberly Ủa, hồi xưa uống mà bây giờ thật sự không dám muốn tại nó ra màu không à tan nhưng mà màu không không có một cái gì để mà nói lên cho mình có thể tin tưởng được đây là mình không nói xấu nhưng mà mình nói thật chứ mình không nói xấu cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình giàu đẹp mang lại cho tất cả quý vị chúng tôi cũng cố gắng mang lại những cái sản phẩm có thể nói đứng nhất nhì họa trên toàn quốc cũng như cả thế giới này mà có những cái sản phẩm mà quý vị sẽ không bị tiền mất tật mang mà quý vị sẽ đầu tư trong cơ thể của chúng ta và được cho chúng ta được sức khỏe hoàn thiện hơn một lần nữa Kimberly cũng như bác sĩ Vô Lê xin giới thiệu với tất cả quý vị công ty xác ly với những sản phẩm mà chúng tôi đang để trên đây mong rằng quý vị sẽ có tất cả những sản phẩm này trong mọi gia đình và tất cả mọi chi tiết quý vị gọi cho chúng tôi với số 1800-991-4767 1800-991-4767 Kimberly xin cảm tạ quý vị tôi bác sĩ Vũ Lê xin trân trọng Xin chào quý vị khán giả